cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay từ đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 3, phóng viên đã đặt câu hỏi liên quan đến vụ việc khách hàng mất tiền tại Ngân hàng Hàng hải Việt Nam MSB. Theo Công an Hà Nội, bà Bùi Thị Hoài Anh, Giám đốc chi nhánh Thanh Xuân, Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam MSB bị bắt với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 338 tỷ đồng của 8 khách hàng. Xin hỏi, nếu khách hàng không có bất cứ lỗi nào trong giao dịch để nhân viên của MSB lợi dụng tiến hành lừa đảo thì khi nào các khách hàng được hoàn lại số tiền gửi tiết kiệm? Ngân hàng MSB hay cá nhân bà Hoài Anh sẽ phải bồi thường thiệt hại cho khách gửi tiền bị mất ra sao? Cũng theo phóng viên, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra việc nhân viên ngân hàng lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tiền, gửi tiết kiệm của người gửi tiền. Phải chăng đang có lỗ hỏng trong quy trình nghiệp vụ của ngân hàng? Xin ngân hàng nhà nước cho biết giải pháp để bảo vệ người gửi tiền bởi bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân như các khách hàng trong vụ việc tại MFB vừa qua trả lời vấn đề phó thống đốc ngân hàng nhà nước đào minh tú cho biết thời gian qua có diễn ra việc tiền trong tài khoản bị mất bởi những vi phạm do cá nhân tập thể do ngân hàng song ông tú khẳng định nếu nói có tính chất lỗ hỏng mang tính chất hệ thống thì không mà nó diễn ra tại một số ngân hàng một số đơn vị hoặc các phòng giao dịch cũng có thể diễn ra do cơ chế cách thức quản lý của những đơn vị đó hoặc do những vi phạm tiêu cực của các cán bộ ngân hàng ông tú nhấn mạnh cũng có thể do sự chủ quan, thậm chí có những trường hợp thông đồng cùng với cán bộ ngân hàng, thậm chí có những trường hợp không chỉ lừa nhau mà lừa cả ngân hàng. Phó thống đốc cho biết mỗi vụ việc đều đã được khắc phục và được ngân hàng nhà nước rút kinh nghiệm chung, đồng thời có những chỉ đạo khắc phục kịp thời. ở góc độ quy chế, cơ chế quy định, ngân hàng nhà nước luôn ra soát một cách thường xuyên. ông tú khẳng định từ lâu tất cả các quy định liên quan đến việc mở tài khoản thanh toán, chuyển tiền, gửi tiết kiệm của người dân của doanh nghiệp đã được hệ thống bằng các văn bản quy phạm rất đầy đủ. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng xác định đầy đủ rõ ràng quy định trách nhiệm của các ngân hàng thương mại trong vấn đề cung ứng những dịch vụ liên quan đến việc mở các tài khoản và tiền gửi tiết kiệm của người dân, cũng như quy định cụ thể trách nhiệm của người gửi tiền, người mở tài khoản. Năm 2014, với thông tư 23, Ngân hàng Nhà nước đã quy định rất rõ điều này sau đó cũng thường xuyên cập nhật, bổ sung để phù hợp với từng điều kiện, nhất là trong bối cảnh áp dụng nhiều công nghệ hiện nay. Việc triển khai các quy định đó của ngân hàng, thương mại bằng cách quy định nội bộ hoặc quy định riêng trong quản trị. Ông Tú cho rằng việc này thuộc trách nhiệm của các ngân hàng thương mại. Về vụ việc của bà Bùi Thị Hoài Anh tại ngân hàng MSB, ông Tú cho biết ngân hàng nhà nước đã nhận được báo cáo của ngân hàng này. Ông Tú thông tin vụ việc này không phải do khách hàng phát hiện ra. Trên cơ sở kiểm soát, chính ngân hàng MSB đã phát hiện ra những rủi ro này và chủ động gửi hồ sơ sang Bộ Công an để điều tra từ tháng 10 năm 2023. Công tác điều tra đang được tiến hành khẩn trương để xác định trách nhiệm cũng như sai sót thuộc trách nhiệm của ai, của ngân hàng MSB hay cá nhân bà Hoài Anh hay những người khác liên quan. Theo Phó Thống đốc, trách nhiệm đúng sai, trách nhiệm ở đâu chắc phải chờ kết quả điều tra của cơ quan công an nhưng chắc chắn một nguyên tắc là quyền lợi chính đáng của khách hàng sẽ được đảm bảo. Nếu ngân hàng hoặc cá nhân bà Hoài Anh có sai phạm thì phải chịu trách nhiệm với những khoản tiền gửi của khách hàng. Ngân hàng nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng thương mại có cơ chế kiểm soát số dư, kiểm tra tài khoản gửi tiền tiết kiệm, đảm bảo về bảo mật thông tin cho khách hàng. Ngoài ra, ông Tú cũng khuyến nghị khách hàng thường xuyên quan tâm đến quyền lợi của chính mình, quan tâm đến các quy định pháp luật liên quan khi thực hiện giao dịch.